Một đội thiếu niên khi xếp hàng 3, 4, 5 đều thừa 2 người. Tính số đội viên, biết số đội viên nằm trong khoảng 150 đến 200. Khi để giải quyết bài này, các bạn nhớ đến gọi là phép chia có, có dư. Thì chưa biết đội đó là bao nhiêu hết, là gọi ít là số đội viên. Và ít của mình sẽ thuộc vào số tử tự nhiên, các không. Và ít của mình sẽ khoảng mà, sẽ nó lớn hơn 150 và nhỏ hơn 200. Đây, được chưa? Và từ đó ta có ít của mình chia 3, dư, dư 2. Ít chia 4, dư 2. Ít chia 5, dư 2. Và các bạn cần nhớ đến kiến thức ta là lấy số bị chia trừ số dư sẽ chắc chắn chia cho số số chia. Được chưa? Vậy ít trừ 2 sẽ chia cho 3, ít trừ 2 sẽ chia cho 4, ít trừ 2 sẽ chia cho 5. Vậy suy ra ít trừ 2 chia cho 3, ít trừ 2 sẽ chia cho 4, x trừ 2 sẽ chia cho 5. Từ đây ta suy ra được rằng khi cái ẩn của mình nè giống nhau chưa, nằm bên tay trái, cái ẩn của mình nằm bên tay trái dấu chia hết, thì các bạn tìm bội. Do đó là bội của 3, bội của 4, bội của 5, vậy x trừ 2 thuộc bội chung của 3, 4, 5. Thì để tìm bội chung, ta sẽ dùng bội chung nhỏ nhất của 3, 4, 5. Cách thứ nhất, bấm máy tính. Cách thứ hai, phân tích những đằng này ra thừa số nguyên tố. 3 là 3, 4 là 2 mũ 2, 5 là 5. Muốn tìm bội chung nhỏ nhất, ta lấy phần chung, phần riêng, mũ cao nhất. Vậy là 3 nhân 2 mũ 2 nhân 5. 3 nhân 4 12, nhân 5 là 6, xạo 10. Có bội chung nhỏ nhất rồi, ta tìm bội chung của 3, của 4, của 5 bằng cách lấy bội chung nhỏ nhất nhân cho 0, nhân cho 1, nhân cho 2, nhân cho 3, nhân cho 4, nhân cho 5, vân vân và vân vân. Được chưa ạ? Do vấn đề ở chỗ là gì ạ? X của mình lớn hơn 150 và nhỏ hơn 200. Vậy ta sẽ lấy những cái gì ạ? Đây, lấy hàng này. Vậy từ đó suy ra x trừ 2 sẽ bằng 180 vì x lớn hơn 150, nhỏ hơn 200. Vậy từ đây tương đương x bằng trừ chuyển qua thành cộng về 180 cộng 2 và x bằng 180 12.